Như các bạn đã biết thì trong thế giới động vật có rất nhiều các loài vật khác nhau về kích thước, hình dáng và thậm chí ngay cả trong một loài riêng lẻ hoặc một họ riêng lẻ thì cũng có sự khác nhau về hình dáng. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể vẽ được những con vật đó? Làm thế nào để có thể đơn giản hóa được cái việc vẽ những con vật đó? Thì mình đã rất trăn trở nhiều về cái câu hỏi đấy. Và thực sự là mình đã tìm được đáp án cho nó. Thật ra thì đây cũng không phải là cách mới mẻ gì, mà là một cái cách vẽ mà nó xuất phát từ cái việc xây dựng bộ khung của con vật, bộ khung xương của con vật. Như các bạn quan sát ở đây thì có rất nhiều loài động vật, thì đây là khung xương của chúng, từ động vật ăn cỏ đến động vật ăn thịt. Tuy khác nhau về vẻ bề ngoài nhưng chúng đều có chung một đặc điểm là bộ khung xương đều cấu tạo từ những thành phần giống nhau và những cái xương chức năng nó giống nhau. Trong video này mình sẽ chia làm nhiều phần. Phần thứ nhất đó là cái bộ khung chung của một con vật và cách vẽ cái bộ khung đấy như thế nào. Và sau đó là mình sẽ đi vào thực hành trực tiếp. Chúng ta sẽ vẽ một vài con phác thảo một vài con vật bằng cách vẽ này. Và phần cuối cùng là chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện một bức tranh vẽ một con vật mà sử dụng phương pháp này. Giờ chúng ta bắt tay vào vẽ một bộ khung chung của một con động vật nhé. Thì cơ bản thì chúng đều được cấu tạo từ những thành phần sau. Đó là xương sọ, xương cột sống, lồng ngực, xương chậu, xương bả vai và xương các chi. Để thực hiện cái bộ khung của một con vật thì nó cũng tương đối là đơn giản. Phần hộp sọ thì các bạn vẽ như trên video mình vẽ, nó cũng không có gì khó khăn cả. Về phần chi của các con vật thì đa phần được cấu tạo từ các xương sau đây, thì đó là xương đùi này, xương cẳng chân này, xương cổ chân và bàn ngón. Thì cơ bản các loài vật đều có những cái bộ phận đấy, cũng không có gì khác nhau cả. Như các bạn có thể nhìn thấy trên video thì đây là một cái khung chung, khung bộ xương chung của một con vật. Tuy nhiên cũng có sự khác biệt giữa các loài động vật khác nhau. Ví dụ như đối với động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ thì nó có những cái khác nhau về hình dáng chung của bộ xương. Đối với động vật ăn thịt thì cơ bản các bạn sẽ thấy là chúng có một cái cổ ngắn hơn so với động vật ăn cỏ, một hộp sọ ngắn hơn. Đồng thời là ở cái phần xương lồng ngực của nó thì nó sẽ thuôn thuôn dài về phía sau và cách xa cái phần xương chậu ở chân sau. Đây như này. Thì cái cấu tạo này thì cơ bản nó để phù hợp với việc săn bắn thường xuyên phải di chuyển với tốc độ cao. Nó cần một cơ thể linh hoạt và khí động học để có thể tăng tốc đuổi bắt con vật. Như trên hình mình đang vẽ mô hình bộ xương của một con động vật ăn thịt, có thể là một con chó, một con báo hay một con sư tử, thì cơ bản nó cũng gần gần tương đối giống nhau, không có sự khác biệt nhiều. Còn đối với động vật ăn cỏ thì nó cũng có những cái đặc điểm riêng, ví dụ như phần hộp sọ sẽ dài hơn. Ví dụ như kiểu con ngựa, các bạn có thể thấy là mặt nó rất dài. Cái thứ hai là phần cổ có thể cũng dài hơn. Ngoài ra thì cái phần lồng ngực của động vật ăn cỏ thì nó tương đối là lớn và nó kéo dài ra gần đến cái xương chậu phía sau. Ngoài ra các chi của chúng thì cũng có thể có những cái sự khác biệt, ví dụ như chân ngựa thì nó thường dài hơn chân các loài động vật săn mồi, thường cao hơn. Thì khi vẽ thì tùy vào loài động vật thì các bạn có thể có cái dựng cái mô hình với bộ xương nó khác nhau. Về phần vẽ hộp sọ thì nó cũng khá là đơn giản. Các bạn theo dõi trên video, một cái hộp sọ bình thường vẽ nó sẽ có cấu tạo như này. Đó, và bên dưới là xương sống. Về xương ở các chi thì đa phần
Xương chi trước của các con vật đều có cấu tạo như này. Thứ nhất là xương bả vai, tiếp theo đến nối đến là xương xương đùi, và tiếp theo là xương cẳng chân, sau đấy là xương phần cổ chân và đến các ngón chân. Thì đa phần các loài vật đều có cấu tạo cái xương chi trước như vậy. Các bạn có thể thấy là cái xương đùi nó sẽ hướng về phía sau, hướng về phía sau. Đây là cái đặc trưng của các loài động vật. Về xương của chi sau thì nó sẽ có cái hình dạng xương chậu kiểu như này, mình vẽ ví dụ ra đây. Và xương đùi nó sẽ hướng lên đằng trước, sẽ hướng lên đằng trước. Tiếp theo là đến xương cẳng chân sẽ hướng ra đằng sau. Tiếp theo là phương xương phần cổ chân và đến bàn chân. Bàn chân thì tùy từng loài nó cấu tạo khác nhau. Ví dụ như ngựa thì nó sẽ là cái guốc lẻ. Trên hình mình đang có một cái khung xương chung của động vật. Thì quá trình vẽ hộp sọ thì các bạn cần lưu ý một số điều. Ví dụ như những loài động vật săn mồi chẳng hạn, các bạn sẽ vẽ hộp sọ nó ngắn hơn. Động vật ăn cỏ thì vẽ cái hộp sọ nó dài hơn. Nhưng mình đang vẽ hộp sọ bốn chó thì nó sẽ cũng dài cái phần mõm nó ra như vậy. Hoặc nếu thấy vẽ cái phần hộp sọ như vậy là không cần thiết thì các bạn có thể sử dụng những hình tròn hoặc hình oval hoặc hình vuông gì đấy đều được cả. Một lưu ý nhỏ nữa là cái phần cổ thì tùy từng loài động vật các bạn cũng vẽ dài ngắn khác nhau. Ví dụ như xương cổ của một con ngựa tất nhiên nó phải dài hơn xương cổ của một con hổ, nó không thể bằng nhau được, đúng không các bạn? Thì quá trình vẽ các bạn lưu ý đến những cái đấy. Tương tự như thế ở phần chi, thì ví dụ như phần chi của một con ngựa thì chắc chắn nó sẽ dài hơn phần chi của động vật ăn cỏ, thì đa phần là cái phần xương đùi nó sẽ ngắn hơn cái phần xương cẳng chân. Thôi bây giờ để không mất thời gian các bạn thì chúng ta vào để thực hành luôn các bạn nhé. Thì trong quá trình mình vừa vẽ thì mình sẽ vừa giải thích những cái vấn đề nào quan trọng. Thì đầu tiên là mình sẽ vẽ một con ngựa. Tất nhiên là mình sẽ chỉ vẽ phác thảo thôi. Thì mình sẽ vẽ một con ngựa dáng đang đứng bình thường. Thì các bạn nhìn cái hộp sọ mình vẽ nhé. Mình sẽ để cái hộp sọ nó ở một cái góc độ như lúc con ngựa nó đứng bình thường, các bạn thấy. Mặt hơi chúc xuống một tí. Đây mình đang vẽ cái xương sống. Ở chỗ vai thì mình để gồ lên một tí. Thì đa phần các con vật thì chỗ xương vai nó đều gồ lên như vậy cả, đều cong lên ở cái phần đấy. Tiếp theo là mình vẽ cái khung xương sườn, cái lồng ngực đấy, vẽ một cái lồng ngực đơn giản. Và sau đó vẽ một cái bả vai, cái xương bả vai ở ngay đầu lồng ngực như này. Tiếp theo là cái xương phần chậu đấy, rất đơn giản. Sau đấy từ cái phần bả vai thì mình sẽ vẽ cái xương cẳng chân trước, gọi là xương đùi như ở người đấy các bạn, hoặc là xương ở trên chỗ cánh tay ấy. Thì trong quá trình vẽ thì các bạn lưu ý đến những cái đặc điểm con ngựa, đó là nó có một cái chân khá là dài. Do đó mình vẽ cái phần xương cẳng chân, cổ chân thì mình để cho nó dài xuống một tí. Tiếp theo là vẽ một cái chân ở hướng khuất. Cái chân ở hướng khuất thì cái tư thế nó đang đứng mà, nên là cũng gần gần giống nhau thôi. Đấy, các bạn kéo xuống. Các bạn nhớ là cái phần ngón chân thì con ngựa nó tiến hóa thành cái móng guốc đấy, nên chúng ta để một cái hình móng guốc luôn. Tiếp theo là cái chân sau thì mình cũng vẽ xương đùi. Xương đùi lần này sẽ hướng ra phía đằng trước. Tiếp theo là cái xương cẳng chân. Đoạn này mình vẽ thêm cái mặt đất này để cho hai cái chân nó không bị lệch nhau. Sau đấy là kéo xuống cái phần chân sau. Tiếp theo chúng ta vẽ cái phần chân khuất còn lại.
thì các bạn cứ hình dung là cái chân khuất còn lại nó ở phía đối diện đấy, các bạn cho nó bước lên một tí như này cũng được. Như vậy là chúng ta đã dựng xong một cái khung xương cho một con ngựa. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại để cho nó thành mặt con ngựa nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm cái phần da thịt cho con ngựa. Thì đây mình bắt đầu trước từ cái cổ này, các bạn bắt đầu kéo xuống. Tiếp theo là phần phía sau gáy, thì các bạn cũng làm tương tự như ở phần bên dưới cổ. Nhớ là khi đi qua cái đoạn vai này các bạn để cho nó gồ lên một tí, và khi đi qua cái đoạn phía xương chậu thì các bạn cũng làm cho nó gồ lên. Bởi vì thông thường là tất cả các loài vật thì vai thì là cái bộ phận mà nó để có rất nhiều cái búi cơ lớn để giữ cho cái xương cẳng chân nó được khỏe. Do đó là phần hông và phần vai thì bao giờ nó cũng trồi lên, không ít thì nhiều, loài nào thì hầu như cũng như vậy. Tiếp theo là chúng ta vẽ phần chân. Đến đoạn này thì các bạn nhớ lại hình ảnh con ngựa thì nó có một cái chân thuôn dài và nhỏ dần xuống phía dưới đúng không các bạn? Kiểu dáng như gần như kiểu mảnh khảnh ấy. Đấy, thì các bạn mô tả lại cái chân con ngựa thế. Ở phần bụng thì chúng ta vẽ nó võng vào một tí. Ngựa là động vật nó chạy nhanh nên là cơ thể nó cảm giác rất thon gọn và khí động học. Tiếp theo là phần chân sau. Các bạn chú ý là uốn các đường nét theo hình cái bộ xương mà chúng ta đã mô phỏng. Tương tự như chân trước là một đôi chân tương đối là mảnh khảnh. Tiếp nữa là cái phần chân bị khuất, chúng ta cũng làm tương tự. Phần đầu thì chúng ta sẽ vẽ thêm hai cái tai nữa, là cơ bản là hình dáng con ngựa là chúng ta đã thực hiện gần xong. Giờ các bạn chỉnh sửa lại một số vị trí và đường nét để sao cho nó hoàn hảo nhất. Phần móng vuốt, phần bụng và phần cổ. Có một lưu ý nhỏ nhỏ là khi vẽ con ngựa thì cái phần đằng trước ngực nó ấy, thì hai cái cụm cơ bắp ở đây cũng khá là phát triển. Thì các bạn vẽ phình to ra một chút. Bây giờ đến cái đầu. Cái đầu thì các bạn biết mặt con ngựa rồi, người ta thường nói là dài như mặt ngựa mà. Nên là bây giờ mình vẽ cái mặt nó dài ra. Và hai bên má thì nó phồng ra một chút. Các bạn có thể thực hiện như trong video. Phần bờm ngựa thì chúng ta vẽ thêm bờm ngựa vào để nhìn cho nó sinh động. Đồng thời chúng ta sẽ bắt đầu vẽ phần đuôi. Thì cái chỗ đuôi này thì các bạn chỉ cần vẽ nó to ra là được. Nhìn như một búi tóc dài. Vậy là ok. Sau khi hoàn thành các bước trên thì các bạn chỉ cần tẩy đi những cái nét thừa và cái phần khung xương lúc nãy chúng ta vẽ là xong. Quá trình tẩy thì vừa tẩy các bạn vừa dùng bút chì để chỉnh sửa và tô rõ lại những cái nét chính. Như vậy là mình vừa cùng với các bạn phác thảo xong một hình dáng một con ngựa. Thì tất nhiên là mình do điều kiện thời gian thì mình sẽ không vẽ kỹ cái hình này, chỉ phác thảo đến đây để các bạn theo dõi. Nếu các bạn muốn vẽ kỹ hơn thì có rất nhiều clip để các bạn có thể xem ở trên kênh của mình, xem cách mình làm như nào. Hoặc tí nữa đến cái phần sau thì mình sẽ vẽ chi tiết một con vật. Bài vẽ thực hành thứ hai đó là mình sẽ vẽ một con chó. Thì các bạn thử hình dung lại hình dáng của con chó nó như nào. Chó thì bình thường nó sẽ có một cái mõm dài, do đó mình sẽ vẽ một cái hộp sọ nó tương đối dài ở cái phần miệng, tương đối dài.
một cái cổ ngắn hơn cái cổ con ngựa lúc nãy. Và các bước còn lại thì cũng gần như tương tự. Các bạn vừa nghe nhạc vừa theo dõi để thực hiện theo mình nhé.
Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. I've been high. I've been high. Ở bài thực hành thứ ba này thì tôi sẽ vẽ một con sư tử đi. Thì hộp sọ của các loài động vật họ nhà mèo thông thường nó rất ngắn. Và các bạn có thể nhìn thấy trên clip thì cái hộp sọ tôi vẽ nó rất ngắn. Cổ thì nó gần như nằm theo phương ngang, nó chỉ hơi ngảnh lên một tí thôi. Thì thật ra cái con này mình vẽ hơi vội. Đâm ra là cái phần cổ mình để nó hơi bị dài so với lại cái phần thân. Tuy nhiên quá trình vẽ chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa được, không sao cái chuyện đấy cả. Về các bước thực hiện thì vẫn như cách vẽ con ngựa và cách vẽ con chó, cũng không khác gì nhau các bạn ạ. Các bạn cứ xem mình thực hiện và làm theo nhé. Giờ nhạc nổi lên, ok anh em. Second chance, you take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. My mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you.
damage to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Ở bài thực hành cuối cùng này, mình sẽ vẽ hoàn thiện một con tê giác. Thì do là mình chỉnh sửa video bằng điện thoại, do đó là cái dung lượng nó cũng hạn chế và quá trình chỉnh sửa rất mất thời gian.
Nên cái clip này mình thu gọn nó lại trong vòng khoảng 5 phút. Thì mình vẽ con tê giác này thì mình mất 50 phút. Thì thu lại thì bé đi gấp 10 lần thì còn 5 phút. Và mình cũng làm riêng một cái clip về vẽ con tê giác này thì anh em có thể xem lại ở trên kênh. Còn trong phạm vi của cái video này thì mình sẽ tua nhanh nữa một chút. Các bước thì cơ bản nó vẫn giống y hệt như cách dựng hình của mấy con vật vừa rồi chúng ta thực hiện. Còn cách đổ bóng tối sáng thì cũng rất nhiều video ở trên kênh của mình, các bạn có thể tham khảo. Hoặc các bạn có thể hoàn toàn có thể xem lại cái clip của con tê giác này mình để riêng ở ngoài. Mình sẽ để dưới phần mô tả đấy các bạn nhé, để các bạn thực hiện theo. Như vậy video hướng dẫn về cách vẽ chung các loài vật của mình đến đây là sẽ kết thúc. Hy vọng rằng video này sẽ đem đến cho các bạn một cái định hướng để khi chúng ta vẽ các con vật sẽ được đẹp hơn. Thì nếu các bạn cảm thấy video này có ích đối với bản thân mình hoặc là đem lại cho các bạn những kiến thức mới, cách vẽ mới thì các bạn đừng ngần ngại hãy tặng mình một lượt subscribe nhé. Và nếu có bất cứ kỳ vấn đề gì thắc mắc hoặc thấy khó khăn, các bạn cũng hãy cứ comment để lại cho mình lời nhắn thì mình sẽ giải thích và sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn trong những video kế tiếp. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Thì chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Ok các bạn.